của đạo Phật về những người thuộc dạng cộng đồng LGBT, và những người này có được phép xuất gia tu hành được không, và nếu được xuất gia những người này có được xem là tu sĩ hay không? Cái này sư đã trả lời rồi cho nên là không trả lời nữa. Thứ hai, đạo Phật khác với những tôn giáo khác như thế nào và người con Phật ứng xử với những người khác đạo như thế nào là phù hợp? Chúng ta giới thiệu về đạo Phật như thế nào để có thể cảm hóa họ và giúp họ biết thêm về đạo Phật? Cái vấn đề mà ứng xử với ngoại đạo á, thì chúng ta chỉ thứ nhất á, là chúng ta tránh chỉ lỗi người ta. Người ta làm cái gì sai thì đó là chuyện của người ta, mình tránh chỉ lỗi. Bởi vì khi mình chỉ lỗi đó thì họ sẽ có tâm lý phản kháng, và khi họ đã có tâm lý phản kháng rồi, mình nói cái gì nó cũng không có tác dụng. Thứ nhất là mình tránh chỉ lỗi người ta. Cái thứ hai đó là mình tránh nói về những cái vấn đề mà nó xung đột. Ví dụ như ở trong Phật giáo thì không có Thượng Đế, không có một cái đấng tạo hóa, nhưng mà ở tôn giáo của họ là có. Mà bây giờ mình lôi cái vấn đề này ra mình bàn á, thì nó sẽ dẫn đến tranh cãi, trong khi đó họ chưa có niềm tin nơi mình, thì nó cũng không dẫn tới chuyện tốt đẹp. Rồi ngay cả ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn cũng nói có những nơi mà mình không nên thuyết về giới, mà mình đem giới luật ra thuyết, thì Ngài nói đó là vụng thuyết. Có những nơi mình không nên đem cái chánh kiến ra mình thuyết, mà mình đem chánh kiến ra mình thuyết thì đó là vụng thuyết. Cho nên khi mình nói với những cái tôn giáo khác thì những cái điểm dị biệt mình nên tránh ra, bởi vì chưa chắc họ đã sẵn sàng họ nghe nha. Rồi những cái điểm họ sai thì mình cũng nên tránh ra, trừ khi nào mà gọi là thân quen rồi hoặc họ có niềm tin nơi mình á, thì khi đó mình nói vẫn chưa có muộn. Còn cái chuyện là làm sao để mình giới thiệu Phật giáo với những cái tôn giáo khác thì mình chỉ nói những cái đơn giản. Thứ nhất, ví dụ như là đạo Phật chủ trương hãy sống bằng một tấm lòng rộng mở, không nên sống bằng một tấm lòng hẹp hòi. Đấy, mình luôn sẵn sàng cho ra, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đấy. Và khi mình đã giúp đỡ rồi thì không nên hối tiếc, gọi là không nên keo kiệt, hối tiếc về cái chuyện tốt mình đã làm. Đó là một cái kiểu nói. Thay vì mình nói thẳng là bố thí, họ không hiểu bố thí là gì, thì mình có thể mình nói theo cái cách đó để cho họ hiểu. Rồi cái thứ hai, mình có thể nói năm giới một cách rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như đạo Phật chủ trương tôn trọng tánh mạng và sức khỏe của bất kỳ một cái tồn tại có sự sống nào, từ người cho đến vật. Rồi đạo Phật á, là chủ trương tôn trọng tài sản của người khác. Đạo Phật chủ trương á, là tôn trọng hạnh phúc gia đình. Đạo Phật chủ trương là tôn trọng sự thật. Đạo Phật chủ trương là tôn trọng sự minh mẫn của đầu óc. Thì khi chúng ta nói như vậy thì mọi người rất dễ chấp nhận, bởi vì đó là những điều thiện, mà ai chấp nhận điều thiện thì họ sẽ chấp nhận đạo Phật. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi không biết là hai vị có cái kinh nghiệm hay không, nên mời sư mời sư Tệ Tường trước đi. Dạ thưa hai vị đất, thưa quý vị, thì xin được trả lời câu hỏi thứ hai, và xin được trả lời cái vế thứ hai của câu hỏi thứ hai, có nghĩa là cái vế mà chúng ta giới thiệu về đạo Phật như thế nào để cảm hóa họ và giúp họ biết thêm về đạo Phật. Tại vì cái vế đầu á, để Đức Hạnh Tuệ trình bày khá là đủ rồi, cho nên là chúng tôi xin trả lời cái vế sau thôi. Bởi vì câu hỏi là làm sao để cảm hóa họ. Ở đây thì nó, cái vị này nói là giới thiệu, rồi sau đó để cảm hóa họ, để biết thêm về đạo Phật. Đây là có một ý này rất là tốt, quý vị. Vậy giờ thầy làm như thế nào? Thì theo tinh thần là Phật dạy á, thì trước khi chúng ta giới thiệu về đạo Phật đến họ và chúng ta cảm hóa họ, thì bản thân chúng ta phải giới thiệu đạo Phật cho chính bản thân chúng ta cái đó. Chúng ta hiểu thế nào về Phật cái đó.
chúng ta hiểu thế nào về lời Phật dạy, chúng ta hiểu thế nào về Phật, về Pháp, về Tăng cái đó, đúng không? Và chúng ta cảm hóa chính bản thân chúng ta cái đó. Và chúng ta cảm hóa chính bản thân chúng ta là bằng gì? Bằng giới, bằng định, bằng tuệ, bằng lời Phật dạy. Chúng ta cảm hóa chính bản thân chúng ta bằng bố thí, trì giới, hành thiền, quý vị. Khi mà quý vị á, làm tốt đẹp chính bản thân quý vị nha, quý vị là làm tốt đúng theo lời Phật dạy, mà ở đây thì Tùng gọi dùng từ sư mượn cái từ gọi là cảm, sư mượn cái từ mà quý vị gọi là cảm hóa đó. Mình cảm hóa bản thân mình đó, nó bằng là nó chỉnh chu rồi đã, không nó chỉnh chu thì nó cũng hơi quá, nhưng mà nói là cái nói chung là mình phải tương đối cái đã, mình tương đối cái đã, không rồi sau đó mình hãy nghĩ đến mình giới thiệu đạo Phật đến cho họ và mình cảm hóa họ, quý vị, không? Bởi vì quý vị biết đó, nếu mà mình mong muốn mình ý tốt, đây là sư không phải sư bắt bẻ câu hỏi, nhưng mà là sư đã nhấn mạnh là có cái ý là rất là tốt, đúng không? Quý vị nghĩ đi, nếu mình muốn chỉ người ta học bơi, không thì mình phải biết bơi cái đã, không thì mà biết bơi tùy theo, ví dụ biết bơi hay hơi thì mình chỉ tay hơi, không còn mình biết bơi lão luyện thì mình chỉ người ta thì càng tốt nữa, không còn nếu mà mình nói mình không biết bơi mà mình chỉ người ta bơi thì nó về lý thuyết thôi, mà cái sự thực hành không có thì nó cũng hơi khập khiễng, hơi vô lý đó. Đó là cái ý đầu mà sư muốn nói cho quý vị đó. Còn cái ý thứ hai nè, bây giờ ý thứ hai là khi quý vị mà tu tập nó được như sư nói đó, nghĩa là tương đối rồi đó, quý vị nghĩ đến vấn đề mà giới thiệu đạo Phật đến cảm hóa họ nè, thì làm như thế nào? Thì thưa quý vị, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Bốn Chi thì Đức Phật có dạy bốn pháp đắc nhân tâm, còn gọi là bốn pháp nhiếp chúng. Đó là gì? Một, bố thí; hai, ái ngữ; ba, lợi hành; bốn, đồng sự. Ở đây thì thời gian không có, hoặc là danh một thì buổi khác thì hai vị đại đức sẽ giảng cho quý vị hiểu rõ hơn bốn cái pháp này hơn, không? Thì gọi là bốn pháp nhiếp chúng hay là bốn pháp đắc nhân tâm đó mà Đức Phật đã dạy, không? Thì quý vị để cảm hóa để giới thiệu Phật, thì quý vị làm tốt bốn cái pháp này Đức Phật dạy thì quý vị sẽ được như điều mà sư nói, có nghĩa là chung giới thiệu về đạo Phật, không? Và cảm hóa cho họ. Mà khi quý vị làm được cái đó là quý vị làm được cả hai luôn, nghĩa là giới thiệu đạo Phật cho bản thân mình, cảm hóa cho bản thân mình, giới thiệu đạo Phật cho mọi người và cảm hóa mọi người. Dạ, xin kết thúc câu trả lời này. Không biết sư Chánh Tâm có ý kiến gì không? Với cái người ngoại đạo á, thì chúng tôi là giữ quan điểm cũ là làm gì? Làm thinh. Thật ra khi mà mình có cái tâm tốt là mình muốn, giống như mình ăn cái quán đó ngon, mình muốn bạn bè mình ăn theo, nhưng mà người ta đang ăn cái quán khác, mình ép một hầu nha, không ra là người ta nói là, thật ra là nhưng mà mới đầu là bạn cũng bạn nhưng mà khác phái, khác hệ phái, khác về tôn giáo. 11 á, mình làm riết ngọn khéo, 11 á cũng khác tôn giáo rồi mà hết là bạn luôn nha. Mình ép người ta kiết á, tất nhiên chứ mà mình muốn người ta theo đạo Phật giống như mình á thì tốt. Nhưng mà mình nó có một cái điều này quý vị, ở đây là sư nói chung với sư không nói đơn cử một ai cả. Mình ngẫm lại về cái trình độ giáo lý của mình và mình ăn sâu tới cái mức nào để mình lấy cái đó mình hốt ra, mình hốt người ta về đạo Phật. Mình hốt người ta về đạo Phật thì nó thực sự là đối với sư có riêng sư thôi. Sư chưa tự tin để sư ngồi sư nói chuyện với một ông bên công giáo hoặc là một ông khác bên, huống chi là khi mà sư gặp công giáo sư chỉ nói chuyện một cách gọi là bình thường, giống như họ quen mình, giống như bạn vậy đó, không có thuyết pháp luôn. Những cái bên công giáo tại vì cái tư tưởng mỗi bên mỗi khác à, mà cái để mình đánh động được họ là pháp hành, quý vị. Mình tu làm sao họ biết mình rồi, họ quen mình lâu, mình tu làm sao mà để họ thấy mình khác đổi. Có những gọi là con chuyên ở bên công giáo á, họ đi vào chùa Phúc Sơn họ hành thiền, hỏi ủa khi làm quen thì mới nói là con bên công giáo thưa sư. Ủa mình bất ngờ mình nói là anh bên công giáo tại sao anh đi hành thiền, tại vì bên bà không có giải pháp hành.
tỉnh bình bển, không có cách nào để con kiềm chế cái tâm sân hoặc là vân vân, những cái gì đánh động họ được là pháp hành. Chứ quý vị nói giáo lý khi mà ta không có niềm tin rồi, quý vị nói giáo lý không không được đâu. Còn ở đây tôi nói thêm là quý vị đừng có ôm cái tư tưởng gọi là mình là cái người gọi là phải phát dương chánh pháp, gặp ai mình cũng muốn tới độ hết là thua nha. Mình lo cho mình cái đã, mình tu tới đâu, mình pháp hành pháp học mình tới mức nào để mình làm việc với những người ở bên đó. Và cái thứ ba là khi mà mình muốn độ người ta đó, là cái đầu tiên là mình quan trọng nhất là mình phải hiểu người ta, có nghĩa là quý vị phải bỏ công sức thời gian để quý vị học cái giáo lý ở bên cái tôn giáo đó, chẳng hạn như về 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 công giáo mình phải học, mình phải hiểu kinh thánh của họ nói gì mình mới nói chuyện được. Mình không biết chuyện người ta chứ mà mình đòi độ người ta, mình đòi nói người cũng như giống như Đức Phật, giống như các vị thánh thời Đức Phật, họ học trước khi mà họ thành đi đi xuất gia và đắc đạo á, là họ thuộc ba tập Vệ Đà rồi, cho nên khi mà họ ra họ nói chuyện với Bà La Môn họ nói rất là dễ hiểu, quá hiểu rồi. Còn này Chúa sinh năm mấy mất năm mấy mình còn không biết, cái chuyện về lịch sử thôi. Thì mình ngồi mình đi muốn độ một con người của công giáo thì nó rất là tào lao, nó không nên tưởng quá. Nó giống như mà giờ mình mẹ mình không tu không hành không ăn chay không gì hết mà mình cứ muốn độ mẹ mình cũng khó, đây không chi là cái người ngoài. Nên nó tốt nhất là mình thì mình làm thinh là nhiều, nếu mình có duyên á, hoặc là mình có thể thử phương án nữa là mình cho vị này nè tiếp xúc với nhiều vị khác nữa, bạn đồng đạo với mình hoặc là với sư, để khi nhầm cái hữu duyên đó người đó có thể tế độ được. Giống như sư sư lâu lâu sư tỉnh chư tăng về nhà vậy hên, không biết mình thế mà nó báo nghe, nhưng mà biết đâu có ông sư nào nó nói báo nghe. Thì tóm lại là mình đối với cái người bên kia thì mình nên cẩn thận, không khéo nó quá thành cái chuyện hận thù luôn. Rất là nhiều vị muốn độ người ta mà con nói với cái thành gây lộn luôn, rồi bắt đầu nó mình mà làm sức mẻ một lần thôi là mai mốt mình nói người ta không nghe rồi, ta không coi mình là bạn nữa. Mình bảo vệ đạo Phật thì người ta cũng bảo vệ công nhân cái tôn giáo của người ta, cho nên tốt nhất là mình hãy cẩn thận về cái phương diện này. Đó. Thì tóm lại á, là các sư thì mỗi một vị sẽ có một cái nhìn khác nhau, thì quý vị sẽ tham khảo và xem coi là cái quan điểm cái khuynh hướng nào đó thì nó phù hợp với chính mình và đem vào áp dụng để đem lại cái sự lợi ích cho bản thân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.